quá ta. Để mình đặt cái ấy bắt cá đảo ha. Kinh nghiệm sâu hiểm. Kỳ nó phát mấy cây bằng ở đây nhìn thoáng đãng ha. Cái này nước đục quá ta. Nước gì chứ? Để chứ này câu cá lọc tông khó. Ừ, tiền mênh mang kìa. Tiền mấy trăm mét. 80 mét. Ồ, mấy vừa chút đã ha. Cần dưới ù túc nên góc lên ngon ha. Lên quá thầy. Ô có tầm dông nữa kìa. Măng tầm dông mà đỉnh cao. Tù riêng thì có mớ kìa. Ô thấy quá trời luôn rồi. Ô có cây này tốt luôn nè. Cây này hình luôn. Tù riêng đã nó chết chín. Hai dòng mua bển mua sầu riêng. Chơm rồi. Chơm tháng nữa. Chơm một trái. Tinh nhãn. Mít tôm. Mít chắc không kỳ vọng mà. Mít trên chơm ngon. Chơm quá trời luôn nè. Ồ nó có đậu. Dạ hết ăn. Nữ thường dưới góc đặt ngặt chỉ nhà đâu nè. Hơn quá à. Về vườn với lóc. Hả? Toàn là vườn tược trái cây được không? Toàn là vườn không à? Về vườn với lóc. Về vườn với lóc. Tặng dấu một DK nha. Ủa, tụi con đi đâu vậy? Chưa à? Thấy trái cây phải không? Thấy trong đó trái cây chùm chùm như chưa chín phải không? Không? Có không? Có trái cây không? Rồi chú qua kia chú kiếm sầu riêng. Chú mua. Sầu chú kiếm. Ừ. Cầm thấy. Còn chùm chùm á thì chú đi ngang. Mẹ đi ta biết cái kênh gì với chú? Về vườn, về lắm. Cái này cá quá trình là đất. Để kêu cha túc mấy cây. Ủa lô cái gì vậy? Đó đúng rồi đó, về vườn rồi chữ về lóc nữa. Là là cái đó cái độ á. Dạ. Này quá. Ủa sao lát đi hả? Chú ở đâu xuống đây? Có không? Chú mặn lát rồi. Đảo ha.
Rồi, sầu riêng quá trời trái luôn cưng ơi.